quy trình chế tạo dầm UHPC. Bê tông siêu tính năng được dùng để chế tạo dầm, dự ứng lực tiền chế sẽ giảm, cho phép trọng lượng, nhịp lớn, chất lượng và tuổi thọ cao, và trên hết là giá thành cạnh tranh với dầm bê tông truyền thống. Để chế tạo dầm bê tông siêu tính năng UHPC, trước hết phải nghiên cứu, lựa chọn nguyên liệu đáp ứng yêu cầu thiết kế kết cấu. Tiếp theo là phải nghiên cứu, thiết kế cấp phối bê tông hợp lý. Và cuối cùng là xác định công nghệ chế tạo phù hợp trong điều kiện Việt Nam. Để có thể đúc bê tông UHPC có độ chảy cao, phải chế tạo cốt pha có độ chính xác cao, chịu được áp lực của bê tông lỏng và có độ kín khít tuyệt đối. Tiếp đó là thi công căng cáp dự ứng lực, đảm bảo lực căng và độ giãn dài của mỗi sợi cáp theo thiết kế. Sau khi căng cáp đảm bảo, sẽ tiến hành lắp đặt cốt thép đặt trước theo thiết kế. Với bê tông tính năng siêu cao, có thể chấp nhận chiều dày bảo vệ và chiều dày làm việc là 20mm. Điều này cho phép tập trung cáp căng dự ứng lực và giảm kích thước dầm, giảm trọng lượng dầm. Sau khi nghiệm thu cốt pha và nghiệm thu căng cáp, cốt thép, người ta tiến hành đúc bê tông siêu tính năng UHPC bằng cách đổ trực tiếp bê tông UHPC tự chảy vào khuôn. Vì bê tông UHPC có khả năng tự điền đầy, tự lèn, nên toàn bộ dầm không sử dụng đầm rung, bàn rung. Điều đó cho phép giảm khấu hao thiết bị, giảm tiêu hao điện, giảm tiếng ồn trong sản xuất. Sau 24 giờ bảo dưỡng liên tục, bê tông UHPC đạt cường độ 100 MPa, cho phép cắt cáp, tháo khuôn và cẩu dầm ra bãi để tiếp tục bảo dưỡng đến khi cường độ đạt yêu cầu thiết kế để có thể vận chuyển đến công trường thi công cầu.